đám tang của hai người Palestine bị quân đội Do Thái bắn chết. Tin tổng hợp, người Palestine ở thành phố Hebron và Jenin đã chôn cất hai người bị quân đội Do Thái bắn chết cách nhau vài tiếng đồng hồ. Phát ngôn viên cảnh sát Do Thái nói rằng một người đã bị bắn chết trong lúc muốn đâm một công nhân tại trạm kiểm soát gần Jerusalem. Cảnh sát biên phòng Do Thái nhận diện người bị bắn chết là Anasfo Al-Ajaz, 23 tuổi ở Hebron. Một người khác bị bắn chết ở Jenin là giáo sư đại học Bashir Salam Habanin, định bắn súng lửa vào một nhóm người Do Thái tại một trạm xe bus. Nhưng ông Jihad Salam Habanin là chú của nạn nhân nói Bashir Salam bị bắn chết từ sau lưng. Do Thái luôn luôn khát máu người Palestine. Chúng bắn người Palestine từ trẻ tới già để làm niềm vui, dựng lên những câu chuyện hoàn toàn không có thật. Việc bắn chết người diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có mặt ở Do Thái, thúc đẩy Do Thái đàm phán hòa bình để tránh kháng chiến hay Intifada lần thứ ba. Kể từ ngày Do Thái và Palestine quay lại bàn đàm phán trong tháng 7, quân đội Do Thái đã bắn chết 10 người Palestine.